Xin chào quý anh chị cộng đoàn, hôm nay chúng ta tiếp tục với sách các vua 2. Trước khi đi vào nội dung bài, em mời quý anh chị cộng đoàn chúng ta dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa và Mẹ Maria. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Thiên Chúa, lạy Mẹ Maria, xin Thiên Chúa và Mẹ ban bình an xuống cho chúng con. Xin Thiên Chúa và Mẹ nâng đỡ tâm hồn tội lỗi của chúng con, xin soi sáng chúng con để chúng con biết được lời Chúa đúng đắn, rõ ràng và theo đường lối của Chúa mà để chúng con đi đúng hướng. Vì lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng rọi đường con đi. Lạy Thiên Chúa, lạy Mẹ Maria, xin nâng đỡ để soi rọi cho con chúng con, để chúng con biết đường đúng đắn mà đi. Để mai này chúng con sẽ được về ngôi nhà mà Chúa đã dọn sẵn trên thiên đàng, hưởng thánh nhan Chúa. Amen. Con tạ ơn Chúa, con tạ ơn Mẹ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Trong sách các vua 2 có tổng cộng 25 chương, bao gồm 716 câu, chương 1 18 câu, chương 2 25 câu, chương 3 27 câu, chương 4 44 câu, chương 5 27 câu, chương 6 33 câu, chương 7 19 câu, chương 8 29 câu, chương 9 37 câu, chương 10 35 câu, chương 11 20 câu, chương 12 22 câu, chương 13 25 câu, chương 14 29 câu, chương 15 38 câu, chương 16 20 câu, chương 17 41 câu, chương 18 37 câu, chương 19 36 câu, chương 20 21 câu, chương 21 26 câu, chương 22 20 câu, chương 23 37 câu, chương 24 20 câu, chương 25 30 câu. Sách các vua 2, phần Ochozia và Elia, chương 1 câu 1. Moab đã giấy loạn với Israel sau khi Achab qua đời. Câu 2. Ochozia té từ lan can trên gác của ông ở Samari nên ông đau liệt. Ông sai sứ giả đi và bảo họ: các ngươi hãy đi thỉnh vắng Baal-Jobot, thần linh của Ebron, xem ta có thể qua khỏi cơn bệnh này không. Câu 3. Thần sứ Javib phán với Elia: người Tisbe, hãy trỗi dậy, lên đón các sứ giả của vua Samari và hãy nói với chúng: ở Israel không có Thiên Chúa hay sao mà các ngươi lại đi thỉnh vắng Baal-Jobot, thần linh của Ebron. Câu 4. Cho nên Javib phán thế này: vừa ngươi đã lên nằm thì ngươi sẽ không xuống, vì thế ngươi cũng sẽ chết. Và Elia đã chạy đi. Câu 5. Các sứ giả liền trở lại với vua, và vua nói với họ: tại sao các ngươi lại trở về? Câu 6. Họ thưa lại ông: có người lên đón chúng tôi và nói với chúng tôi: hãy đi về lại với vua đã sai các ngươi đi mà nói với ngài. Hãy đi về lại với vua đã sai các ông mà nói với ngài. Javib phán thế này: Israel không có Thiên Chúa hay sao mà ngươi lại sai đi thỉnh vắng Baal-Jobot, thần linh của Ebron? Cho nên dường ngươi đã lên nằm, ngươi sẽ không xuống, vì thế nào ngươi cũng sẽ chết. Câu 7. Ông nói với họ: người đã lên đón gặp các ngươi và nói với các ngươi những lời đó, hình dáng người ấy thế nào? Câu 8. Họ thưa: một người mặc áo da cả lông và ngang lưng quấn simi và ngang lưng quấn sim da. Ông nói: Elia người Tisbe ở đó. Câu 9. Ông sai đến với Elia một viên cai 50 quân với 50 người của hắn. Hắn lên Elia, và này Elia đang ngồi trên đỉnh núi. Hắn nói với Elia: người của Thiên Chúa, vua bảo xuống đi. Câu 10. Elia đáp lại và nói với viên cai 50 quân: nếu ta là người của Thiên Chúa thì lửa hãy từ trời thiêu ngươi và 50 người của ngươi đi. Và lửa đã từ trời xuống thiêu hắn và 50 người của hắn. Câu 11. Vua lại sai đến với ông một viên cai 50 quân khác cùng với 50 người của hắn. Hắn lên tiếng nói với ông: người của Thiên Chúa, vua phán thế này, xuống mau. Câu 12. Elia đáp lại và nói với họ: nếu ta là người của Thiên Chúa thì lửa hãy từ trời xuống thiêu ngươi và 50 người của ngươi đi.
và lửa đã từ trời xuống thiêu hắn và 50 người của hắn. Câu 13, vua lại sai đi viên cai thứ ba với 50 người của hắn. Viên cai thứ ba lên và đến nơi thì quỳ gối trước mặt Elia và khẩn xin ông. Hắn nói với ông: người của Thiên Chúa ước gì mạng tôi và mạng các tôi tớ ngài là 50 người này được coi là quý trước mắt người. Được coi là quý trước mắt ngài. Câu 14 này, lửa từ trời đã xuống thiêu hai viên cai 50 quân trước, làm một với toán 50 người của họ. Bây giờ ước gì mạng tôi được coi là quý trước mắt ngài. Câu 15, bây giờ thần khí Javier phán với Elia: xuống với nó, đừng sợ gì nó. Ông đã trỗi dậy và xuống với hắn đi gặp vua. Câu 16, ông nói với vua: Javier phán thế này, bởi ngươi đã sai sứ giả đi thỉnh vắng Baon Jabot, thằng đinh của Ewron. Ở Israel không có Thiên Chúa hay sao mà lại đi thỉnh vắng lời nó? Cho nên vừa ngươi đã lên nằm, ngươi sẽ không xuống, vì thế nào ngươi cũng sẽ chết. Câu 17, quả thật ông đã chết chiếu theo lời Javier Elia đã tuyên bố. Joram em ông đã lên ngôi, đã lên làm vua kế vị ông, vì ông không có con. Năm thứ hai của Joram, con của Josaphat vua Juda. Câu 18, còn các việc khác của Ochozeva đã làm lại đã không viết trong sách ký sự các vua Israel sau. Chương 6, 6 La Mã, hạnh tích Elisa, một nhỏ những buổi đầu. Phần Elisa kế thừa Elia làm tiên tri. Chương 2, câu 1, thuở Javier cho Elia lính trời trong cơn gió lốc. Elia và Elisa đã từ Gigan chảy đi. Câu 2, và Elia nói với Elisa: con hãy ở lại đây, vì Javier sai ta đến Bethel. Nhưng Elia thưa: nhân mạng sống Javier và mạng sống ngài, con thề là sẽ không từ biệt ngài. Và họ đã xuống Bethel. Câu 3, con cái tiên tri ở Bethel ra gặp Elisa và nói với ông: ông biết không, hôm nay Javier sẽ cắt thầy của ông đi ngay trên đầu ông. Ông nói: tôi cũng đã biết rồi, im đi. Câu 4, Elia nói với ông Elisa: con hãy ở lại đây, vì Javier sai ta đến Jericho. Nhưng ông thưa: nhân mạng sống Javier và mạng sống ngài, con thề là sẽ không từ biệt ngài. Và họ đã đi đến Jericho. Câu thứ 5, câu 5, con cái tiên tri ở Jericho tiến lại gặp Elisa và nói với ông: ông biết không, hôm nay Javier sẽ cắt thầy của ông đi ngay trên đầu ông. Ông nói: tôi cũng đã biết rồi, im đi. Câu 6, Elia nói với ông: con hãy ở lại đây, vì Javier sai ta đến sông Giô-đan. Nhưng ông thưa: nhân mạng sống Javier và mạng sống ngài, con thề là sẽ không từ biệt ngài. Và cả hai đã cùng đi. 50 người thuộc hàng con gái tiên tri đã ra đứng ngóng về phía họ từ đằng xa, còn cả hai đều dừng ở bên sông Giô-đan. Câu 8, Elia mới lấy tấm bào của ông rồi cuộn lại mà đập xuống nước, và nước đã rẽ làm hai bên này bên kia. Cả hai họ đã đi qua chân khô ráo. Câu 9, qua rồi Elia liền nói với Elisa: hãy xin, con muốn ta làm gì cho con trước khi ta bị cắt rời xa con? Elisa thưa: xin cho con được gấp đôi thần khí của ngài. Câu 10, ông nói: con xin một điều đó, một điều khó đó, nhưng nếu con được thấy ta bị cắt khỏi con sẽ được như thế, bằng không thì không được. Câu 11, họ đang vừa đi vừa nói thì một xe bằng lửa và những ngựa lửa tách giữa hai người, và Elia lên trời trong cơn gió lốc. Câu 12, thấy thế Elisa kêu lên: ôi, cha ơi, cha ơi, binh xa chiến mã của Israel. Không thấy ông nữa, thì Elisa tấm áo mình mà xé thành hai mảnh. Câu 13, rồi ông lượm trên tấm bào đã rơi tự mình Elia, ông trở về và dừng lại trên bờ sông Giô-đan. Câu 14, ông lấy tấm bào đã rơi xuống tự mình Elia mà đập xuống nước và nói: Javier Thiên Chúa của Elia đâu?
Và ông đã đập xuống nước và nước đã rẽ làm hai bên này bên kia. Rồi Elisa đã đi qua. Câu 15. Con cái tiên tri thấy ông đằng xa thì nói: thần khí Elia đã đậu trên Elisa. Họ đã đến nghênh đón ông và phục lại ông sát đất. Câu 16. Đoạn họ nói với ông: này, có 50 người lực lưỡng đang ở đây với các tôi tớ ngài, xin cho phép họ đi kiếm thầy của ngài. Biết đâu thần khí Yahweh đã chẳng nhắc người này rồi vắt đâu trên đầu núi hay nơi thung lũng phải chăng? Nhưng ông bảo: đừng sai ai cả. Câu 17. Nhưng vì họ này ép ông đến sượng cả người, nên ông bảo: thì cứ sai đi. Họ sai 50 người đi kiếm 3 ngày nhưng không tìm ra Elia. Câu 18. Họ đã trở lại với ông trong khi ông ở Jericho. Ông mới nói với họ: tôi lại đã chẳng bảo các ông rồi là đừng đi đó sao? Phần 2. Phép lạ của Elisa. Câu 19. Người trong thành nói với Elisa: như đất ông thấy, địa thế của thành tốt, nhưng có nước độc, sứ bị nạn sảy thai. Câu 20. Ông bảo: lấy cho ta một cái tô mới và bỏ muối vào đó. Họ đã đem lại cho ông. Câu 21. Ông ra nơi mạch nước, vắt muối xuống và nói: sa vi phán thế này, ta đã chữa lành nước này, sẽ không xảy ra chết chóc, sảy thai do bởi nó nữa. Câu 22. Và nước đã hóa lành cho đến ngày nay, theo lời Elisa đã nói. Câu 23. Ông đã bỏ đó lên Bethel và dọc đường đang đi lên, thì có lũ trẻ con từ thành đi ra và chúng nhạo ông và nói: lên đi sói đầu, lên đi sói đầu. Câu 24. Ông quay lại đằng sau thấy chúng, ông đã chúc giữ cho chúng nhân danh Yahweh. Khi ấy hai con gấu từ trong rừng ra đã cắn xé 42 đứa trẻ. Câu 25. Từ đó ông đã chạy đi tới núi Carmel, rồi trở về Samari. Hai nhỏ chiến tranh Moab. Phần Joram vua Israel. Chương 3 câu 1. Joram con của Acha lên làm vua Israel ở Samari năm thứ 18 đời Josaphat vua Juda. Ông đã làm vua 12 năm. Câu 2. Ông đã làm sự dữ trước mắt Yahweh, nhưng không như cha như mẹ ông, vì ông đã bài trừ bia của Baal cha ông đã làm. Câu 3. Nhưng có điều là ông vẫn bám riết không rời ra được với tội Jeroboam con của Nabat, điều đã làm Israel vấp phạm. Phần viễn chinh đánh Moab. Câu 4. Mesavuameo Moab là người nuôi súc vật. Ông thường cống nộp cho vua Israel 100.000 con chiên và 100.000 cừu len. Câu 5. Nhưng A-kha chết rồi thì vua Moab giấy loạn chống vua Israel. Câu 6. Lập tức vua Joram thân hành đi khỏi Samari mà diệt qua toàn thể Israel. Câu 7. Đoạn ông chạy đi và sai sứ đến với vua Sa-phát vua Juda mà rằng: vua Moab giấy loạn chống tôi, ngài sẽ xuất chinh đánh Moab với tôi chăng? Vua Sa-phát nói: tôi sẽ lên, chúng ta làm một, tôi và ngài, chăn tôi và dân ngài, ngựa của tôi và ngựa của ngài. Câu 8. Ông nói: chúng ta sẽ lên bằng đường nào? Vua Sa-phát đáp: đường sa mạc Edom. Câu 9. Vua Israel, vua Juda, vua Adom đã chạy đi. Họ quanh quẩn 7 ngày đường và không còn nước cho quân binh và thú vật đi theo họ nữa. Câu 10. Vua Israel mới nói: ôi thôi, Giavi đã triệu cả ba vua chúng ta đây để nộp vào tay Moab. Câu 11. Josaphat nói: đây không có tiên tri nào của Giavi sao, để ta nhờ ngài thỉnh vấn Giavi. Một người trong hàng tôi tớ Israel đáp lại và nói: đây có Elisa con của Sa-phát, người đã đổ nước trên tay Elia. Câu 12. Josaphat nói: có lời Giavi nơi ngài. Vậy vua Israel Josaphat cùng vua Edom đã xuống gặp ông. Câu 13. Elisa mới nói với vua Israel: tôi với ông nào có việc gì? Ông hãy đi gặp các tiên tri của cha ông, các tiên tri của mẹ ông. Nhưng vua Israel nói: không, này Giavi đã triệu cả ba vua chúng tôi đây để nộp vào tay Moab. Câu 14. Elisa nói:
nhân mạng sống và vì các cơ binh đắng tôi chào hầu, tôi thề là nếu tôi không nể mặt Josaphat vua Juda, tôi sẽ không ngó đến ông, cũng không nhìn mặt ông. Câu 15. Bây giờ hãy kiếm cho tôi một người gãy đàn. Người gãy đàn vừa cử nhạc thì tay Gia-vi đến trên ông. Câu 16. Và ông nói Gia-vi phán thế này, phải đào cho có trong khe thật nhiều hố. Câu 17. Vì Gia-phi phán thế này, các ngươi không thấy có gió, các ngươi không thấy có mưa, tuy thế khe này sẽ đầy nước và các ngươi sẽ được uống, các ngươi và súc vật cùng ngựa lừa của các ngươi. Câu 18. Nhưng trước mắt Gia-vi đó còn là ít, vì người sẽ nộp Moabi trong tay các ngươi. Câu 19. Các ngươi sẽ hạ mọi thành tỳ, mọi thành ưu đẳng, sẽ chặt mọi cây cối xinh tốt, sẽ bít mọi giếng nước, sẽ rải đá gieo tàn thương trên mọi thửa đồng ưu hạn. Câu 20. Quả thật sáng đến vào lúc thượng tiến lễ vật thì này, nước từ phía Edom đến và đất đầy ứ nước. Câu 21. Tất cả Moabi nghe tin các vua tiến lên chinh phạt họ thì mọi người từ tuổi mang binh khí được trở lên đều xung trận và ra cầm cự ở biên thùy. Câu 22. Sáng ngày họ dậy sớm và khi mặt trời rọi xuống nước, người Moabe thấy đằng trước họ nước đỏ ngòm như máu. Câu 23. Chúng mới nói máu đó các vua đã hỗn chiến đánh với nhau, vậy bây giờ hỡi Moabe ta đi hôi của. Câu 24. Chúng đến trại của Israel, nhưng Israel đã vùng dậy đánh bại Moabe, làm chúng đã tẩu thoát trước mặt họ. Họ đã tiến vào Moabe vừa tiến vừa đánh. Câu 25. Và họ triệt hạ các thành, mọi thửa đồng ưu hạn thì họ quăng đá, mỗi người viên đá của mình mà lấp đầy cả đồng. Họ bít mọi giếng nước, họ chặt mọi cây cối sinh tốt, khiến chỉ còn trơ đá của Quy Kha Reset. Họ xạ thủ bắn ná đá vây quanh công phá. Câu 26. Vua Moabe thấy cuộc chiến quá ác liệt đối với ông thì dẫn theo mình 700 người đao kiếm để mở con đường máu về phía vua Edom, nhưng họ không làm nổi. Câu 27. Ông mới đem con trai đầu lòng của ông, người sẽ kế vị ông mà thượng tiến làm thượng hiến trên tường thành, công phẫn lớn xâm đoạt Israel và họ đã bỏ ông mà tẩy đi vì xứ. Phần 3 nhỏ. Ít phép lạ của Elisa. Phần giàu của bà quá. Chương 4 câu 1. Một phụ nữ trong số những người vợ của các con cái tiên tri kêu lên với Elisa rằng: tôi tớ của ngài là chồng tôi đã chết, và ngài biết là tôi tớ ngài kính sợ Gia-vi. Song chủ nợ đã bắt hai đứa con của tôi làm nô lệ. Câu 2. Elisa nói với bà: tôi biết làm gì cho bà, nói cho tôi hay, ở nhà bà còn thứ gì? Bà thưa: nữ tỳ của ngài chẳng còn gì ở nhà cả, chỉ trừ có chút dầu để thoa. Câu 3. Ông mới bảo bà đi mượn ngoài làng, nơi bà con láng giềng vò hũ bình không, cho nhiều đừng quá đừng ít quá. Câu 4. Rồi bà về đóng cửa lại đằng sau mình, riêng mẹ con với nhau thôi. Bà sẽ đổ dầu vào tất cả các hũ ấy, cái nào đầy rồi thì dẹp qua một bên. Câu 5. Từ giả ông về, bà đóng kín cửa lại đằng sau, chỉ riêng mẹ con với nhau thôi, chúng truyền vào, còn bà thì chuyên đổ. Câu 26. Câu 6. Khi các vò hũ đã đầy, bà nói với một đứa con: còn bình nào nữa thì truyền vào cho mẹ. Nó thưa: không còn bình nào nữa, và dầu liền ngưng chảy. Câu 7. Bà đến trình cho người của Thiên Chúa, và ông bảo bà bán dầu ấy mà trả nợ. Số còn lại thì mẹ con bà dùng mà nuôi sống mình. Phần Elisa với gia đình người Su-nem. Câu 8. Ngày nọ, Elisa đi ngang qua Su-nem, ở đó có một bà lớn, bà đã cầm ông lại dùng bữa. Rồi từ đó
Cứ mỗi lần ông ngang qua, ông cũng ghé vào đó dùng bữa. Câu chính bà nói với chồng: "Này, tôi đã được biết vị thường ngang qua nơi ta là một thánh nhân của Thiên Chúa." Câu 10: "Ta hãy làm một cái gác nhỏ có tường vách và đặt ở đó cho ngài một cái giường với bàn ghế và đèn. Khi nào ngài đến với ta, ngài sẽ nghỉ ở đó." Câu 11: "Ngày nọ ông đến nơi ấy, ông đã lên gác và nằm ở đó." Câu 12: "Ông nói với Ghi-khazi, tiểu đồng của ông: Con đi gọi bà Su-nem. Nó đi gọi bà và bà đã lên gặp ông." Câu 13: "Ông bảo tiểu đồng: Con hãy nói với bà ấy, này, bà đã lo cho chúng tôi đủ chuyện như thế này, biết phải làm gì cho bà. Có cần phải nói với vua hay tướng quân cho bà không?" Bà đáp: "Tôi vẫn được an cư giữa dân tôi." Câu 14: "Ông lại nói: Biết làm gì cho bà ấy?" Ghê-kha-di mới nói: "Khốn nổi, bà ấy không có con trai, mà chồng bà thì đã già." Câu 15: "Ông bảo: Con gọi bà ấy lại, nói nó gọi bà và bà đến trước cửa." Câu 16: "Ông nói: Vào kỳ này sang năm, sau khi đã mãn nguyệt khai hoa, bà sẽ bồng bế một bé trai." Bà mới nói: "Không, thưa đức ông, người của Thiên Chúa xin đừng nói dối với tên nữ của ngài." Câu 17: "Quả bà ấy đã có thai và sinh con trai vào kỳ hẹn như Elisa, như Elisa đã báo trước cho bà." Câu 18: "Đứa trẻ lớn lên và một ngày nọ nó đi kiếm cha nó bên bọn thợ gặt." Câu 19: "Nó nói với cha nó: Đầu con, đầu con, người cha bảo đứa tớ trai, anh bồng nó vì với mẹ nó." Câu 20: "Tin đầu tớ, tin đầy tớ bồng nó mà đem về cho mẹ nó. Nó ở trên đầu gối bà cho đến trưa thì nó chết." Câu 21: "Bà lên đặt nó trên giường dành cho người của Thiên Chúa, rồi đóng cửa lại để nó một mình mà đi ra." Câu 22: "Đoạn bà gọi chồng mà nói: Xin ông gửi về cho tôi một đứa đầy tớ và một con lừa cái, để tôi chạy đi gặp người của Thiên Chúa rồi tôi sẽ về ngay." Câu 23: "Ông nói: Tại sao bà lại đi gặp ngài hôm nay? Không phải ngày sóc, cũng không phải hưu lễ, nhưng bà nói: Chào ông." Câu 24: "Rồi bà thắng lừa và bảo tên đầy tớ: Anh đánh lừa mà đi đi, đừng có giữ tôi lại trong khi đi lừa, chỉ trừ khi nào tôi bảo anh." Câu 25: "Bà đã trải đi gặp người của Thiên Chúa trên núi Carmel. Người của Thiên Chúa vừa thấy bà đằng xa thì nói với khi Ghê-kha-di tiểu đồng của ông: Kìa, bà người Su-nem, câu 26: "Bây giờ con chạy ra đón bà ấy và hỏi: Bà có được an lành không? Ông nhà có được an lành không? Cậu bé có được an lành không?" Bà nói: "An lành cả." Câu 27: "Bà vào gặp người của Thiên Chúa trên người bà vào gặp người của Thiên Chúa trên núi và ôm chân ngài." Ghê-kha-di mới tiến lại để kéo bà ra, nhưng người của Thiên Chúa bảo: "Để mặc bà ấy, vì hồn bà phải cay đắng, do vì đã giấu ta, không tỏ cho ta biết." Câu 28: "Bà mới nói: Nào, tôi có xin với đức ông cho được có con đâu, há tôi lại đã không nói xin ngài đừng lừa tôi đó sao?" Câu 29: "Ông bảo Ghê-kha-di: Con thắt lưng và tay cầm gậy của ta và đi. Có gặp ai cũng đừng có chào, có ai chào con. Có gặp ai con cũng đừng chào, có ai chào con cũng đừng đáp lại. Con sẽ đặt gậy của ta trên mặt em bé." Câu 30: "Một đứa trẻ nói, mẹ đứa trẻ nói: Nhân mạng sống Gia-vê và nhân mạng sống ngài, tôi thề sẽ không rời xa ngài. Nên ông đã trỗi dậy mà đi theo bà." Câu 31: "Ghê-kha-di đã qua trước và đã đặt cây gậy trên mặt đứa bé, nhưng không một tiếng, không một dấu hiệu nào." Ghê-kha-di quay lại đón ông và trình bày với ông rằng cậu bé không thức dậy.
Câu 32, Elisa vào nhà và này đứa bé đã chết, đặt nằm trên giường của ông. Câu 33, ông vào và đóng cửa lại, riêng hai người với nhau. Đoạn ông khẩn nguyện với Javi. Câu 34, rồi ông lên nằm trên đứa trẻ, đặt miệng ông trên miệng nó, mắt ông trên mắt nó, bàn tay ông trên bàn tay nó, và không mình trên nó. Thịt mình đứa trẻ đã nóng lên. Câu 35, ông đi đi lại lại trong nhà, lúc chỗ này lúc chỗ khác, rồi ông lại lên không mình trên nó, và đứa bé đã nhảy mũi đến 7 lần, và đứa bé mở mắt ra. Câu 36, ông gọi Khegasi và bảo, hãy gọi bà người Sunem. Nó gọi và bà đến gặp ông, và ông bảo, hãy bồng lấy con bà. Câu 37, bà vào và phục mình dưới chân ông mà bái lại sát đất. Đoạn bà bồng lấy con mà đi ra. Phần Elisa giải đọc món ăn. Câu 38, Elisa đã trở lại Gigan trong xứ đang có nạn đói. Con cái tiên tri ngồi trước mặt ông, nghe thuyết giáo, ông mới bảo người tôi tớ bắt nồi lớn mà nấu món ăn cho các tiên tri. Câu 39, một người trong nhóm ra đồng nhặt rau thì gặp một cây như nho dại. Người ấy hái lấy khổ qua dại đầy cả vạt áo, và vì nhà thái bỏ vào nồi nấu món ăn vì họ không biết. Có 40, rồi họ đổ cho mọi người ăn, nhưng vừa dùng đến món ăn họ liền kêu lên mà nói, người của Thiên Chúa ơi, cái chết trong nồi, và họ đã không ăn được nữa. Có 41, ông bảo thì lấy ít bột, và ông rắc bột vào nồi. Đoạn bảo đổ ra cho người ta ăn, quả trong nồi không có gì độc nữa. Phần phép lạ bánh cho 100 người. Câu 42, có người từ Baon Salixa đến, đem biếu người của Thiên Chúa bánh đầu mùa, 20 chiếc bánh lúa mạch và cốm trong tay nải. Elisa nói, dọn cho người ta ăn. Câu 43, nhưng người hầu nói, làm sao tôi có thể dọn ngần ấy cho 100 người. Ông nói, cứ dọn cho người ta ăn, vì Giave phán thế này, chúng ăn mà còn dư nữa. Câu 44, người hầu đã dọn ra, mọi người đã ăn và còn lại, còn để dư lại, theo như lời Giave. Phần chữa Naaman khỏi phung. Chương 5, câu 1. Naaman, tướng quân của vua Aram, là một người có thế giá trước mặt chúa công của ông. Ông được vua dân nể vì bởi nhờ ông, Giave đã ban thắng lợi cho Aram. Nhưng tuy là kiện tướng, người ấy lại mắc tật phong. Câu 2, có những người Aram làm lâu la xuất chinh, đã bắt được một cô gái nhỏ từ đất Israel đem về, và nó đã giúp việc cho vợ của Naaman. Câu 3, nó nói với bầy chủ nó, ôi, nếu đức ông tôi được giáp mặt vị tiên tri ở Samari, ắt tiên tri sẽ trừ bệnh phong cho ngài. Câu 4, ông mới vào trình với chúa công rằng, đứa tớ gái quy ở đất Israel đã nói thế này, thế nọ. Câu 5, vua Abraham nói, khanh cứ lên đường trải đi, để ta gửi phong thư cho vua Israel. Vậy ông đã trải đi, mang theo với ông 10 tạ bạc, 6.000 sequel vàng và 10 bộ sim y. Câu 6, ông đem thư đến cho vua Israel, thư rằng, bây giờ một trặc khi thư này đến ngài, tôi sai Naaman thuộc hạ của tôi đến với ngài, nhờ ngài trừ bệnh phong cho y. Câu 7, vua Israel vừa đọc phong thư rồi thì xé áo mình ra mà nói, phải chăng ta là Thiên Chúa hay sao mà có thể tác tử tác sinh, mà hắn lại sai người đến nhờ ta trừ bệnh phong? Các khanh phải biết và coi chừng, quả hắn chỉ muốn sinh sự với ta. Câu 8, Elisa, người của Thiên Chúa, nghe biết là vua Israel đã xé áo mình, thì ông đã sai người đến với vua mà rằng, tại sao ngài lại xé áo ngài? Ngài ấy hãy đến với tôi để được biết là trong Israel có một tiên tri.
Câu chính, Naaman cùng với đoàn ngựa và xe đi đến. Ông đứng trước cửa nhà Elisa. Có mười Elisa sai sứ ra nói với ông: ông hãy đi tắm 7 lần trong sông Jordan và da thịt ông sẽ hoàn như cũ và ông sẽ được sạch. Câu 11, Naaman tức giận bỏ đi. Ông nói: kìa, ta cứ đinh ninh là hắn sẽ trịnh trọng đi ra rồi đứng dừng lại mà kêu khấn danh Gia Vi Thiên Chúa của hắn. Đoạn khua tay đúng chỗ mà trừ bệnh phung. Câu 12, há nước các sông Đa Ma như Abana và Pha Pha lại không tốt hơn tất cả nước sông ở Israel sao? Tại ta lại không thể tắm ở các sông ấy để được sạch hay sao? Rồi ông quay lưng và tức tối ra về. Câu 13, tôi tớ ông mới nhắn lại và thưa với ông: chào ơi, giả như tiên tri đã ra cho ngài một điều kiện nào khó khăn, ngài lại sẽ không làm sao. Đằng này tiên tri chỉ nói với ngài tắm đi và xong sẽ được sạch, và ông sẽ được sạch. Câu 14, vậy ông đã xuống trầm mình trong sông Jordan 7 lần theo lời của người Thiên Chúa, và da thịt của ông đã trở lại như da thịt một trẻ nhỏ, và ông đã được sạch. Câu 15, ông đã trở lại với người của Thiên Chúa ông, và với người của Thiên Chúa ông và cả đoàn tùy tùng. Ông đến đứng trước mặt ngài mà nói: này đây, tôi được biết rằng khắp cả và thiên hạ không đâu có Thiên Chúa trừ phi ở Israel, và bây giờ xin ngài nhận cho chút lễ thành của tôi tớ ngài. Câu 16, nhân Elisa nói: nhân mạng sống Gia Vi đắng tôi tớ chầu hầu, tôi sẽ không nhận. Ông cố nài ép nhưng ngài nhất định từ chối. Câu 17, Naaman mới nói: nếu không thì xin cho phép tôi tớ ngài trở về một xe đắt cặp la kéo được, vì tôi tớ ngài sẽ không còn dâng thượng hiến và lễ tế cho thần linh nào khác ngoài Gia Vi. Câu 18, nhưng xin Gia Vi tha tội cho tôi tớ ngài vì điều này, khi nào Chúa công tôi vào điện của Rimmon để thờ lạy trong đó và người vịnh tay tôi, thì tôi cũng phải bấy xuống trong điện của Rimmon nhân việc thờ phượng trong điện của Rimmon. Vậy xin Gia Vi khấn tha tội cho tôi tớ ngài vì điều ấy. Câu 19, Elisa nói với ông đi bằng yên, và ông đã đi được một đổi đàn cách nơi ngài ở. Câu 20, Ghi-kha-di tiểu đồng của Elisa người của Thiên Chúa tự nói với mình: này, chủ ta quá dè dặt với Naaman lão Aram ấy mà không chịu nhận những gì ông ấy đem dâng. Nhân mạng sống Gia Vi, ta sẽ chạy theo mà lĩnh chút gì của ông ấy chứ. Câu 21, và Ghi-kha-di đã đuổi theo Naaman. Naaman thoáng thấy nó chạy theo mình thì từ trên xe ông nhảy xuống để gặp nó và nói: yên hàng cả chứ. Câu 22, nó nói bằng yên cả: chủ tôi sai tôi đi nói với ngài, này, vừa rồi có hai thanh niên thuộc hàng con cái các tiên tri từ vùng núi Abraham đến với tôi. Ông xin cho họ một tạ bạc và hai bộ xiêm y. Câu 23, Naaman mới nói: anh hãy vui lòng cầm lấy hai tạ. Và ông nài nẵng bắt nó lấy lặng hai tạ bạc vào hai ruột trượng, lặn hai tạ bạc vào hai ruột tượng kèm với hai bộ xiêm y, rồi trao cho hai tớ trai vác đi trước mặt nó. Câu 24, khi nó vào tới Ophel, nó lĩnh lấy đồ vật tư tự tay họ mà đem cất trong nhà, đoạn từ giã các người ấy và họ chạy đi. Câu 25, còn nó lại đến ra mặt với chủ nó. Elisa mới nói với nó: Ghi-kha-di, ngươi ở đâu đến? Nó đáp: tôi tớ ngài có đi đâu đâu. Câu 26, ông nói với nó: lòng ta đã không có ở đó khi có người rời xe xuống gặp ngươi. Phải chăng là lúc phải lĩnh bạc, lĩnh áo
rồi vườn dầu vườn nho, rồi chiên gì bò vặt, rồi tớ trai tớ gái. Câu 27, nhưng cái tật phong của Naaman sẽ bám lấy mình ngươi và dòng giống ngươi luôn mãi, và nó đã đi ra khỏi mặt ông, mình ra phong hủi trắng như tuyết. Phần cái rìu nơi sông, chương 6 câu 1. Con cái tiên tri nói với Elisa: này chỗ chúng tôi ngồi nghe ngài thuyết giáo đã ra quá hẹp so với số người chúng tôi. Câu 2, xin cho phép chúng tôi ra bờ sông Giô-đan và lấy mỗi người một cái xà để chúng tôi làm tại đó một chỗ ở. Ông bảo: đi đi. Câu 3, một người trong nhóm nói: xin ngài vui lòng đi với các tôi tớ ngài. Ông đáp lại: được, ta sẽ đi. Câu 4, và ông đã đi với họ. Họ đã đến sông Giô-đan đẳng cây. Câu 5, có người đang hạ một cái xà thì lưỡi rìu bằng sắt rời tổn xuống nước. Người ấy liền kêu lên và nói: ôi thôi thưa đức ông, mà nó lại là cái rìu mượn. Câu 6, người của Thiên Chúa nói: nó rơi đâu? Người kia chỉ chỗ cho ông, và ông đã chặt một miếng gỗ, vắt nó xuống và làm cho sắt nổi lên. Câu 7, đoạn ông bảo nhắc nó lên, và người kia đã chìa tay ra cầm lấy. Bốn nhỏ chiến tranh với Abram, phần Elisa bắt giặc. Câu 8, vua Abram đàm lăng chiến với Israel. Ông bàn mưu với bộ hạ mà rằng: trại của ta sẽ ở chỗ này chỗ nọ. Câu 9, người của Thiên Chúa sai người đến nói với vua Israel: ngài hãy giữ mình đừng ngang qua chỗ ấy, vì quân Abram may phục ở đó. Câu 10, vua Israel mới sai người đến chỗ của người của Thiên Chúa đã chỉ cho ông, và vua đã giữ mình điều ấy không chỉ xảy ra một hai lần. Câu 11, lòng vua Abram đâm nao núng vì việc này. Ông triệu tập các bộ hạ đến mà nói với họ: các ngươi không báo cho ta biết được sao? Ai trong chúng ta đã vì phe vua Israel? Câu 12, một người trong đám bộ hạ nói: tâu đức vua chúa công tôi, không có ai đâu, nhưng chính Elisa tiên tri ở Israel đã báo cho vua Israel ngay cả các lời ngài nói trong phòng ngủ của ngài. Câu 13, ông nói: đi coi xem hắn ở đâu, ta sẽ sai đi bắt hắn. Và người ta tin cho ông hay rằng: này, ông ấy đang ở Đô-tan. Câu 14, ông liền sai đến đó, nào ngựa nào xe với một đạo quân lớn, họ tới nơi trong đêm tối và bủa vây thành. Câu 15, tay giúp việc cho người của Thiên Chúa dậy sớm đi ra, và này có đạo binh vây quanh thành cùng với ngựa với xe. Người đầy tớ nói với ông: ôi thôi thưa đức ông, làm thế nào được nữa? Câu 16, ông mới bảo: đừng sợ, vì người ở với ta đông hơn là người ở với chúng. Câu 17, Elisa cầu xin và nói lại Giave: xin mở mắt nó cho nó thấy. Và Giave đã mở mắt tên đầy tớ của ông, và nó thấy núi đầy những ngựa xe, và nó thấy núi đầy những ngọn ngựa lửa, xe bằng lửa xung quanh Elisa. Câu 18, khi quân Abram kéo xuống nơi ông, Elisa cầu xin Giave và nói: xin giáng phạt cho đám dân ấy phải mua quán gà. Và Giave đã giáng quán gà trên họ theo lời Elia xin. Câu 19, đoạn Elisa nói với họ: đây không phải đường, đây không phải thành, các anh hãy đi theo tôi sẽ dẫn các anh đến tới người các anh tìm kiếm. Và ông đã dẫn họ tới Samari. Câu 20, khi họ đã vào Samari, Elisa lại nói: lạy Giave, xin mở mắt những người này cho chúng thấy. Và Giave đã mở mắt họ, và họ thấy họ đã ở bên trong thành Samari. Câu 21, thấy họ, vua Israel mới nói với Elisa: thưa cha, phải hạ sát chứ. Câu 22, ông nói: những kẻ ngài đã nhờ gươm, nhờ nỏ bắt được làm tù, ngài có họ hạ sát không? Hãy đem bánh nước thết đãi họ, cho họ ăn uống, rồi để họ về với chúa công của họ. Câu 23, nhà vua đã dọn tiệc lớn khoản đãi họ, họ đã ăn, đã uống, rồi ông cho họ đi về phía chúa công họ. Các quân du kích Abram từ đó không còn xâm lược vào đất Israel nữa. Phần đói kém trong Samari. Câu 24, sau đó thì xảy ra là Ben-Hada vua Abram thao nộp toàn thể binh đội của ông và tiến lên vây Samari. Câu 25, ở Samari có nạn đói lớn, địch vây hãm thành gắt gao đến nỗi một cái sọ lừa là 80 sao queo bạc
và phần tư một thung đạo cáp giá là 5 sao queo bạc. Câu 26, khi vua Israel rảo qua trên lũy, thì một người đàn bà kêu với ông mà rằng, cứu tôi với, lạy đức vua chúa công tôi. Câu 27, ông nói, nếu giờ vì chẳng cứu ngươi, thì ta biết lấy gì mà cứu ngươi, họa chăng là nhờ săn lúa hay bồn đạp nho. Câu 28, rồi vua bảo hỏi người ấy, ngươi có việc gì? Nó thưa, mụ này đã nói với tôi, đưa con chị đây để chúng ta ăn thịt nó hôm nay, còn con tôi mày chúng ta sẽ ăn. Câu 29, chúng tôi đã lục con tôi và đã ăn thịt nó. Hôm sau tôi bảo mụ, đưa con chị đây để chúng ta ăn thịt nó. Nhưng mụ đã giấu con mụ đi. Câu 30, vua vừa nghe các lời của người đàn bà thì đã xé áo mình. Và bởi ông đang đi tuần trên lũy, thì dân thấy được là bên trong ông có mặt bao bị xác da thịt. Câu 31, và vua nói, xin Thiên Chúa phạt ta như thế và còn khốn hơn thế nếu đầu của Elisa con của Sa-phát lại còn trên vai hắn hôm nay. Phần Elisa báo tai họa đi qua. Câu 32, Elisa ngồi trong nhà ông và có những kỳ mục cùng ngồi với ông. Vua sai một người hầu cận vua đi, nhưng trước khi sứ giả đến nơi, Elisa bảo các kỳ mục, các ông thấy không, có người sát nhân ấy đã sai người đến lấy đầu tôi. Coi chừng khi nào sứ giả đến, các ông hãy đóng cửa và chèn cửa lại trước mặt nó, nhưng phải chăng là tiếng chân chủ nó đi theo sau nó. Câu 33, ông còn đang nói thì này, vua xuống gặp ông và nói, này tai họa này do tự Giave mà đến, thế thì tôi còn biết trong gì nữa nơi Giave. Chương 7, câu 1, Elisa nói, hãy nghe lời Giave. Giave phán thế này, ngày mai lối giờ này, một đấu bột tinh lúa miếng một sao que bạc, hai đấu lúa mạch một sao que bạc nơi cổng Samari. Câu 2, quan trị mã, người vua Tây Vịnh mới đáp lại với người của Thiên Chúa và nói, cho đi Giave chỗ cửa tò vò trên trời, thử hỏi một điều như thế sẽ xảy đến không. Elisa nói, này chính ông ấy sẽ thấy tận mắt, nhưng ông sẽ không được ăn. Một trại Abram trống rỗng. Câu 3, có bốn người phun hủi nơi cửa cổng thành. Chúng nói với nhau, tại sao ta lại cứ ở đây mà chờ chết? Câu 4, nếu ta nói ta hãy vào thành, nhưng trong thành có nạn đói và ta sẽ chết trong ấy. Còn nếu ta cứ ở lại đây thì ta cũng chết. Thôi, nào ta hãy trốn qua trại Abram. Nếu họ để ta sống, ta sẽ sống, mà nếu họ giết thì đành chết vậy. Câu 5, và chúng đã trỗi dậy vào lúc chập tối để đi tới trại Abram. Chúng đã đến bên rìa trại Abram, nhưng này không có một người nào ở đó cả. Câu 6, quả Giave đã mang dội trong trại Abram tiếng xe, tiếng ngựa, tiếng một đạo binh lớn. Họ mới nói với nhau, nào, này vua Israel đã thuê chống lại ta các vua Hittit và các vua Musri để họ đến đánh ta. Câu 7, nên họ đã vùng dậy chạy trốn vào lúc chập tối. Họ đã bỏ lại lèo ngựa lừa của họ, tóm lại là họ đã bỏ y nguyên cả trại mà chạy thoát mạng. Câu 8, vậy các người phun hủi ấy tới rìa trại thì đã vào một lèo mà ăn mà uống, đoạn mang bạc vàng áo sống đi chôn giấu, rồi trở lại với các lèo khác mang đồ vật trong đó đi giấu. Phần hết bị vây và hết nạn đói. Câu 9, bây giờ chúng nói với nhau, chúng ta làm thế không phải, ngày hôm nay là ngày tin mừng, nếu ta làm thinh đợi đến tảng sáng ta sẽ mắc tội, vậy bây giờ ta hãy đi báo tin cho nhà vua. Câu 10, chúng đã vào gọi những người canh cổng thành mà báo tin cho họ mà rằng, chúng tôi đã vào trại Abram và này không có ai ở trong đó cả, không có một tiếng người nào cả, chỉ có ngựa còn cột, còn lừa còn cột và các lèo đều y nguyên. Câu 11, các anh canh cổng gọi vào và người ta báo tin vào mãi bên trong cho nhà vua. Câu 12, đang đêm vua trỗi dậy và nói với bộ hạ, để ta giải thích cho các ngươi hay điều quân Abram đã làm cho chúng ta. Họ biết chúng ta đang bị đói nên họ đã ra khỏi trại để mai phục ngoài đồng mà rằng, chúng sẽ ra khỏi thành và ta sẽ bắt sống chúng, rồi ta sẽ vào trong thành. Câu 13, một người trong các cận thần lên tiếng nói, thì để cho họ lấy 50 con ngựa trong những con còn lại đi, những con còn lại trong thành,
thì này, rồi ra chúng cũng đồng số phận như đoàn lũ Israel, gần tận số kia cả. Ta cứ phải đi xem sao. Có 14. Vậy người ta đã lấy hai cỗ xe ngựa và vua sai đuổi theo binh đội Aram mà rằng: hãy đi xem thử đi. Có 15, chúng đã đi theo họ cho đến tận sông Jordan và này tất cả con đường đều la liệt áo sóng. Đồ đoàn quân Aram đã luyện trong lúc vội vã, các sứ giả trở về lại trình tự sự cho vua. Có 16, dân ùa ra hôi của trong trại Aram và quả một đấu bột tinh lúa miếng là một xe queo và hai đấu lúa mạch giá là một xe queo theo lời ra về. Có 17, vả vua đã đặt quan kỵ mã người vua Tây Viện canh cổng, dân chúng đã dẫm lên ông nơi cổng và ông đã chết. Đúng như người của Thiên Chúa đã nói, điều Ngài đã nói khi vua xuống gặp Ngài. Có 18, quả vậy. Khi người của Thiên Chúa nói với vua rằng hai đấu lúa mạch một xe queo, một đấu bột tinh lúa miếng một xe queo, ngày mai vào giờ này nơi cổng Samari. Câu 19, thì quan kỵ mã đã đáp lại với người của Thiên Chúa và nói: cho đi ra vi trổ cửa tò vò trên trời, thử hỏi một điều như thế sẽ xảy đến không. Và Elisa đã nói: này, chính ông ấy sẽ thấy tận mắt, nhưng ông sẽ không được ăn. Câu 20, và sự đã xảy đến cho ông, dân chúng đã dẫm lên ông nơi cổng và ông đã chết. Phần kết thúc truyện người đàn bà Sunem. Chương 8, câu 1, Elisa nói với người phụ nữ có đứa con trai đã được ông làm cho sống lại rằng: chổi dậy mà trảy đi bà và gia đình bà, và hãy ngủ nhờ nơi nào bà ngủ nhờ được. Vì Giave đã gọi cái nạn đói và nó cũng đã đến trong xứ rồi. 7 năm trường. Câu 2, bà ấy đã trỗi dậy và đã làm theo lời người của Thiên Chúa đã dạy. Bà và gia đình bà đã đi ngụ cư ở đất Philippines 7 năm. Câu 3, sau 7 năm, bà đã từ đất Philippines trở về và bà đi khiếu nại với vua về nhà cửa ruộng đất của bà. Câu 4, bấy giờ vua đang nói với Gehazi, nguyên là tiểu đồng cho người của Thiên Chúa mà rằng: ngươi hãy thuật lại cho ta nghe tất cả những việc lớn lao Elisa đã làm. Câu 5, và trong khi nó thuật lại cho vua việc Elisa làm cho người ta chết sống lại, làm cho người chết sống lại, thì này, người đàn bà có đứa con được ông cho sống lại đến khiếu nại với vua vì nhà cửa ruộng đất của bà. Gehazi nói: tâu đức vua chúa công tôi, chính bà ấy, chính con bà ấy đó, đứa bé được Elisa làm cho sống lại. Câu 6, vua mới hỏi chuyện bà ấy và bà ấy đã thuật lại tự sự cho vua nghe. Đoạn vua cấp một hoạn quan lo việc của bà mà rằng: lo sao cho người ta hoàn lại cho bà ấy mọi sự thuộc về bà, cùng tất cả lợi tất ruộng đất kể từ ngày bà bỏ xứ cho đến bây giờ. Phần Elisa và Khazael. Câu 7, Elisa đến Dama ben Hadda, vua Aram lâm bệnh, và người ta báo tin cho ông rằng người của Thiên Chúa đã đến tận nơi đây. Câu 8, vua nói với Khazael, khanh hãy cầm tay lễ vật mà đi đón người của Thiên Chúa và nhờ Ngài thỉnh vấn Giê-vê mà rằng tôi có thể hồi phục khỏi cơn bệnh này không. Câu 9, Khazael đã chạy đi đón ông. Y đã cầm tay lễ vật tất cả những gì quý nhất của Đà Ma, chất trên 40 con lạc đà. Y đến đứng trước mặt ông và nói, con của Ngài là Ben-Hadda vua Aram sai tôi tớ đến với Ngài để hỏi. Vua Aram sai tôi đến với Ngài để hỏi, tôi có thể qua khỏi cơn bệnh này không? Câu 10, Elisa nói với y, tôi đi với Ngài. Ông đi nói với Ngài, thế nào Ngài cũng sẽ hồi phục. Song Giave đã cho tôi thấy là thế nào Ngài cũng sẽ chết. Câu 11, rồi ông sững mặt lại và nhìn trừng trừng đến sượng cả người, rồi người của Thiên Chúa khóc. Câu 12, Khazael mới nói, tại sao đức ông lại khóc? Ông nói, vì tôi lại biết tai họa ông sẽ gây ra cho con cái Israel. Các thành ông sẽ phóng hỏa, tinh hoa của chúng ông sẽ túc gươm chém giết, trẻ sơ sinh ông sẽ đánh vỡ sọ, những người đàn bà mang thai ông sẽ phanh thay. Câu 13, Khazael nói, tôi tớ Ngài, con chó này là gì mà làm được điều lớn lao như vậy? Elisa nói,
Giave đã cho tôi thấy ông làm vua Abraham. Câu 14, y từ giả Elisa mà về với chúa công của y. Ông hỏi Elisa đã nói gì với ông. Ông hỏi Elisa đã nói gì với ngươi, y đáp: ông đã nói với tôi là thế nào ngài cũng sẽ hồi phục. Câu 15, hôm sau y lấy chiếc khăn nhúng nước đoạn phủ lên mặt vua và vua đã chết. Đoạn Khaziel lên ngôi kế vị Joram vua Juda. Câu 16, năm thứ năm đời Joram con của Ahale vua Israel, trong khi Josaphat làm vua Juda, Joram con của Josaphat lên ngôi làm vua Juda. Câu 17, ông được 32 tuổi khi lên làm vua và đã trị vì 88 năm ở Jerusalem. Câu 18, ông đã đi theo đường lối của các vua Israel theo những điều nhà Acha đã làm vì một người con gái của Acha là vợ ông, và ông đã làm sự dữ trước mắt Gia-vê. Câu 19, nhưng Gia-vê đã không nỡ hủy diệt Juda, nhân vì David tôi tớ người theo điều người đã phán là sẽ ban cho ông và con cái ông có đèn luôn mãi. Câu 20, vào thời ông, Edom đã khởi loạn rũ quyền Juda và đặt cho mình một vua. Câu 21, Joram băng qua Sai và với tất cả đoàn xe trận đang đem, ông đã trỗi dậy đánh xuyên qua quân Edom bao vây ông và các quân cai xe trận, và ông đã tẩu thoát vì lều của họ. Câu 22, vậy Edom đã khởi loạn rũ quyền Juda cho đến ngày nay. Bấy giờ Libna khởi loạn vào thời ấy. Câu 23, các việc khác của Joram, mọi sự ông làm há lại đã không được chép trong sách ký sự của các vua Juda đó sao? Câu 24, Joram đã yên nghỉ với tổ tiên và được tấm tán với tổ tiên trong thành David, và Ocozia con ông lên làm vua kế vị ông. Ocozia vua Juda. Câu 25, năm 12 đời Joram con của Acha vua Israel, Ocozia con của Joram lên làm vua Juda. Câu 26, Ocozia được 22 tuổi khi lên làm vua và đã trị vì một năm ở Jerusalem. Tên mẹ là Athalia con của Omri vua Israel. Câu 27, ông đã đi theo đường nhà Acha và đã làm sự dữ trước mắt Gia-vê y như nhà Acha, vì ông là người thông gia với nhà Acha. Câu 28, cùng với Joram con của Acha, ông đã xuất chinh đánh Khazael vua Abram ở Ramoth Galaad. Quân Abram đã đánh Joram bị thương. Câu 29, nên vua Joram đã lui về điều trị ở Jezreel vì các thương tích quân Abram đã gây cho ông ở Rama. Trong lúc giao chiến với Khazael vua Abram, Ocozia con của Joram vua Juda đã xuống thăm Joram con của Acha ở Jezreel vì ông lâm bệnh. Năm nhỏ, cuộc cách mạng Jehu, chương 9, câu 1, tiên tri Elia gọi một người trong hàng con cái tiên tri mà bảo: thắt lưng đi và cầm tay lọ dầu này mà chảy đi Ramoth Galaad. Câu 2, tới nơi, ngươi nhận ra Jehu, con của Josaphat, con của Nimshi, ngươi sẽ lại gần. Xin ông trỗi dậy giữa các anh em và đưa ông vào một phòng riêng. Câu 3, rồi ngươi lấy dầu, lọ dầu mà đổ lên đầu ông và nói: Gia-vi phán thế này, ta sức dầu, ngươi làm vua Israel. Đoạn ngươi mở cửa mà chạy trốn đi, đừng trì hoãn. Câu 4, người trai ấy, một tiên tri trai trẻ đã chạy đi Ramoth Galaad. Câu 5, khi y đến nơi thì này, các tướng lĩnh của đạo binh đang ngồi họp. Y nói: thưa tướng quân, tôi có một điều phải nói với ngài. Jehu mới nói: với ai trong cả nhóm chúng ta đây? Y nói: với ngài thưa tướng quân. Câu 6, ông trỗi dậy đi vào trong nhà và y đã đổ dầu trên đầu ông mà nói với ông: gia vi thiên chúa của Israel phán thế này, ta xuất dầu ngươi làm vua trên dân của gia vi trên Israel. Câu 7, ngươi sẽ triệt hạ nhà A Kha tôn chủ ngươi để ta oán trả máu các tôi tớ ta là các tiên tri và máu của tất cả các tôi tớ gia vi tay mà Isabel đã đổ. Câu 8, tất cả nhà Acha sẽ bị diệt vong, ta sẽ tiểu trừ mọi đứa đái với tường thuộc dòng Acha niên thiếu với cả thành niên trong Israel.
Câu 9, ta sẽ làm cho nhà Akha ra như nhà Jeroboam con của Nebat, như nhà Baasha con của Akha, như nhà Baasha con của Akhiya. Câu 10, chó sẽ ăn thịt X. Chó sẽ ăn thịt Isabel trong đồng Jezreel mà không người chôn cắt. Đoạn y đã mở cửa mà chạy trốn. Phần Jehu được tôn vua. Câu 11, Jehu đi ra với các thuộc hạ của chúa công và người ta hỏi ông: Yên hàng cả chứ, tại sao tên điên ấy lại đến gặp ông? Ông nói với họ: Các ông đã biết thứ người ấy và chuyện lẩn thẩn của hắn. Câu 12, nhưng họ nói: Láo mà, thuộc lại cho chúng tôi đi. Ông nói: Hắn đã nói với tôi thế này thế nọ, những rằng gia vi phán thế này, ta sức vào ngươi làm vua trên Israel. Câu 13, họ liền vội vàng mỗi người lấy áo mình trải dưới chân ông, trên đầu thèm cắp, thổi tù và len vào hô: Jehu là vua. Jehu, phần Jehu chuẩn bị cướp quyền. Câu 14, như thế đó việc Jehu con của Josaphat con của Nimshi âm mưu lật đổ Joram. Thuở ấy Joram đang trấn giữ Ramoth Galaad, ông và toàn thể Israel chống lại Hazael vua Aram. Câu 15, vua Joram đã lui về điều trị ở Jezreel, và vì các thương tích quân Aram đã gây cho ông trong lúc ông giao chinh với Hazael vua Aram. Vậy Jehu nói: Nếu quả các ông thật tình như thế, thì đừng để cho ai trốn ra khỏi thành mà đi báo tin về Jezreel. Câu 16, đoạn Jehu lên xe và chạy đi Jezreel, vì Joram liệt giường ở đó, và Ochozia vua Juda đã xuống thăm Joram. Câu 17, lính vọng canh đứng trên tháp ở Jezreel thấy đám đông của Jehu đi đến thì nói: Tôi thấy có một đám đông. Joram nói: Lấy một kỵ binh và sai đi đón họ mà hỏi ra, mà hỏi bằng yên không. Câu 18, kỵ binh chạy đi đón và nói: Vua phán thế này, bằng yên không? Jehu liền bảo: Bằng yên hay không, việc gì đến ngươi? Quay ra đằng sau ta. Lính vọng canh lại báo tin rằng sứ đã tới nơi họ nhưng đã không trở về. Câu 19, vua lại sai kỵ binh thứ hai, người ấy đến với họ và nói: Vua phán thế này, bằng yên không? Jehu lại bảo: Bằng yên hay không, việc gì đến ngươi? Quay ra đằng sau ta. Câu 20, lính vọng canh lại báo tin rằng y đã tới nơi họ nhưng đã không trở về, mà cách đánh xe thì như cách Jehu con của Nimshi đánh xe. Ông ấy đánh xe như điên vậy. Câu 21, Joram mới bảo: Thắng xe. Và người ta đã thắng xe. Joram vua Israel và Ochozia vua Juda đi ra mỗi người trên xe mình. Họ ra đón Jehu và đã gặp nơi thửa đất của Naboth người Jezreel. Phần Joram bị sát hại. Câu 22, Joram vừa thấy Jehu thì nói: Bằng yên không Jehu? Jehu đáp lại: Bằng yên thế nào được, bao lâu còn những cái trò dâm bôn và cả đống phù trò phù phép của mẹ mày. Câu 23, Joram liền quặt tay lái bỏ chạy và nói với Ochozia: Phản loạn Ochozia. Câu 24, Jehu một tay nạp tên vào cung và bắn nhầm Joram vào bả vai, và mũi tên thâu qua tim ông, và ông đã liền khuỵu xuống trên xe. Câu 25, Jehu bảo Bidwa viên kỵ mã, hãy đem vắt nó trong thửa đồng của Naboth người Jezreel. Quả anh nhớ chứ, khi tôi và anh chúng ta đang cử xong mã tháp tùng Akha cho cha nó, Giavi đã tuyên án này trên nó. Câu 26, phải chăng hôm qua ta đã không thấy máu của Naboth và máu con cái nó, sấm của Giavi? Ta sẽ báo trả cho người như thế nơi thửa đất này, sấm của Giavi. Vậy bây giờ anh hãy đem vắt nó trong thửa đất ấy theo lời Giavi. Ochozia, phần Ochozia bị sát hại. Câu 7, câu 27, Ochozia thấy vậy thì bỏ trốn vì hướng Ben-Hagan. Jehu đuổi theo sau và nói: Giết cả nó nữa. Và người ta đã đả thương ông ngay trên xe ở dốc Gút bên cạnh Ziblaam. Ông trốn thoát vào Megiddo và đã chết ở đó. Câu 28, thuộc hạ của ông đặt ông lên xe chở về Jerusalem và đã chôn các ông trong mồ với tổ tiên.
trong thành David. Câu 29, Ô-khô-di-a đã lên làm vua Juda năm 11 đời Joram con của A-kha, thằng Isabel bị sát hại. Câu 30, Jehu vào Jezreel. Isabel nghe tin thì đánh phẳng mắt bà và tô điểm đầu tóc. Đoạn bà từ cửa sổ cuối nhìn xuống. Câu 31, trong khi Jehu đi vào cổng, bà nói: bằng yên không Zimri, tên giết thủ, tên giết chủ. Câu 32, ông ngẩng mặt nhìn lên cửa sổ và nói: ai theo ta, có ai không? Và có hai ba hoạn quan cúi xuống nhìn ông. Câu 33, ông nói: xô nó xuống. Và họ đã xô bà xuống, máu vọt vào tường, vào ngựa, và ngựa đã đạp lên mình bà. Câu 34, rồi ông vào mà ăn uống. Sau đó ông bảo: các ngươi đi lo cho con khốn nạn ấy và chôn nó đi, vì nó là một công chúa. Câu 35, họ đã đi chôn bà, nhưng vì mình bà, họ chỉ tìm thấy cái sọ, hai chân và hai bàn tay. Câu 36, họ về báo cho ông hay. Ông nói: đó là lời Giê-hô-va đã phán ngàn qua tôi, tớ người là Elia từ người Tisbe, rằng trong thửa đất Jezreel đàn chó sẽ ăn thịt Isabel. Câu 37, và thay Isabel sẽ như phân trên mặt đồng nơi thửa đất Jezreel, khiến người ta không có thể nói được đó là Isabel. Phần Jehu tàn sát nhà A-kha. Chương 10, câu 1. A-kha có 70 người con ở Samari. Jehu viết một bức thư gửi đến Samari cho ban đô trưởng, các kỳ mục và các viên giám hộ trên các con của A-kha thư rằng. Câu 2, bây giờ một trặc khi thư này đến với ông, bởi các ông có bên các ông các hoàng tử của chúa công các ông có bên các ông nào xe, nào ngựa, nào thành lũy, nào khí giới. Câu 3, các ông hãy xem các hoàng tử nào ưu tú, xứng đáng nhất trong các ông của chúa công các ông, thì hãy đặt lên ngai cha và hãy chiến đấu cho nhà chúa công các ông. Câu 1, câu 4, họ kinh khiếp quá đỗi và nói với nhau: này, hai vua mà còn không cự nổi hắn thì làm sao chúng ta có thể cự nổi? Câu 5, vị tướng phủ, quan đô trưởng, các kỳ mục, các giám hộ liền sai người đến với Jehu mà nói: chúng tôi là tôi tớ ngài, và bất cứ ngài dạy gì chúng tôi xin tuân theo, chúng tôi không tôn vua nào cả, điều gì đẹp mắt ngài xin ngài cứ thi hành. Câu 6, ông viết cho họ bức thư thứ hai mà rằng: nếu các ông vì phe tôi và sẵn nghe tiếng tôi, các ông sẽ lấy dầu. Các ông hãy lấy đầu các người thuộc hàng con cái công chúa công các ông và hãy đến gặp tôi ngày mai vào giờ này ở Jezreel. Mà các con vua là 70 người ở trong nhà các ông lớn trong thành có nhiệm vụ dưỡng dục họ. Câu 7, thư vừa đến nơi, họ liền bắt các con vua mà hạ sát, đoạn bỏ đầu vào những cần xé mà gửi đến Jezreel cho ông. Câu 8, sứ giả vào báo tin cho ông rằng họ đã chở đầy các con vua đến rồi. Ông bảo hãy chắc làm hai đống nơi cửa cổng thành cho đến sáng. Câu 9, sáng ngày Jehu ra đứng nói với toàn dân: các người đều vô can. Này, ta đã âm mưu lật đổ chúa công của ta và đã giết ông, nhưng ai đã hạ sát các người này? Câu 10, vậy hãy biết rằng không có lời nào Gia-vê đã phán vì nhà A-kha lại rơi xuống đất. Gia-vê. Câu 10, vậy hãy biết rằng không có lời nào Gia-vê đã phán vì nhà A-kha lại rơi xuống đất. Gia-vê đã làm ứng nghiệm lời người đã phán qua tôi tớ người là Elia. Câu 11, và Jehu đã hạ sát tất cả những người nhà A-kha còn sót lại ở Jezreel, tất cả các ông lớn, các người thân thuộc và tư tế của A-kha, không để một móng nào sống sót. Phần Jehu giết các hoàng thân Juda. Câu 12, rồi ông trỗi dậy chạy đi Samari. Dọc đường khi đến tới gần Bết của Iwe Ha-roi-im. Câu 13, Jehu gặp các anh em của Ô-khô-di-a vua Juda. Ông hỏi: các ông là ai? Họ đáp: chúng tôi là anh em của Ô-khô-di-a. Chúng tôi xuống vắng ăn các hoàng tử và các con của bà quốc mẫu. Câu 14, ông truyền bắt sống lấy chúng. Và người ta đã bắt sống họ và hạ sát
nơi bể nước Beth Iwe, 42 người. Ông đã không để sót lại một người nào. Phần Jehu và Jonadab. Câu 15. Bỏ đó chạy đi, ông gặp Jonadab, con của Reca ra đón ông. Ông chào và nói: lòng ông có trung thực với lòng tôi như lòng tôi với lòng ông không? Và Jonadab nói: dĩ nhiên. Jehu nói: dĩ nhiên, thì hãy bắt tay. Và Jonadab đã bắt tay, còn Jehu đã đón ông lên xe với mình. Câu 16, Jehu nói: hãy đi với tôi mà chứng kiến lòng nhiệt thành của tôi với Giave. Và Giave đã đem ông ấy đi với mình trên xe. Câu 17, Jehu đã vào Samari và đã hạ sát tất cả người nhà Aca còn sống sót ở Samari, cho đến tận tuyệt theo lời Giave đã phán với Elia. Phần Jehu tiêu diệt việc sùng bái Baal. Câu 18, rồi Jehu đã triệu tập toàn dân lại và nói với họ. Ông nói: Aca phụng sự Baal ít, còn Jehu đây sẽ phụng sự ngày nhiều. Câu 19, vậy bây giờ hãy hiệu triệu mọi tiên tri Baal, mọi người phụng sự và mọi tư tế của Baal, đừng có ai khiếm diện, vì ta sẽ dâng đại tế cho Baal. Kẻ nào khiếm diện sẽ không được sống. Jehu đã lập mưu để tru diệt tất cả những kẻ phụng sự Baal. Câu 20, Jehu truyền: hãy hiệu triệu thánh hội kính Baal. Và người ta đã hiệu triệu. Câu 21, Jehu sai người đi rảo khắp Israel và tất cả những ai phụng sự Baal đều đến. Không người nào sót lại mà không đến. Họ vào điện Baal và điện Baal chặt ních từ bên này đến bên kia. Câu 22, Jehu bảo viên coi nhà lễ phục: hãy đem y phục ra phát cho mọi người phụng sự Baal. Và người ấy đem lễ phục ra cho họ. Câu 23, Jehu cùng với Jonadab, con của Rica, đi vào điện Baal. Ông nói với những người phụng sự Baal: hãy lục soát và coi chừng, đừng để ai phụng sự Giave, đừng để ai phụng sự Giave lại hiện diện ở đây với các người, chỉ có những người phụng sự Baal mà thôi. Câu 24, bây giờ người ta vào để dâng lễ tế và thượng hiến. Xong, Jehu đã đặt 80 người bên ngoài và nói: ai để trốn thoát người nào trong các kẻ ta nộp tay các ngươi thì lấy mạng mình thế mạng nó. Câu 25, vậy khi ông đã dâng thượng hiến xong, Jehu bảo các thành sai kỵ mã vào đánh giết chúng đi, đừng để ai ra thoát. Và họ đã tuốt gươm làm cỏ chúng. Đám hành sai và kỵ mã quan sát đi và còn tặng trong điện Baon. Câu 26, mà lâu ra bài vị của điện Baon mà thiêu đi. Câu 27, đoạn họ triệt hạ tế đàn Baon và triệt hạ điện Baon mà biến thành cầu xí cho đến ngày nay. Phần Jehu vua Israel. Câu 28, vậy là Jehu đã tiêu diệt Baon khỏi Israel. Câu 29, nhưng có điều là Jehu không lánh các tội, do đó Jeroboam con của Nebat đã làm cho Israel vấp phạm, tức là những bê vàng ở Bethel và ở Dan. Câu 30, Giave phán với Jehu: bởi ngươi đã biết làm lành, tức thì, tức là thi hành điều chính trực trước mắt ta, và ngươi đã làm vì nhà Acha theo như ý của lòng ta, thì con cái ngươi cho đến tứ đại sẽ ngồi trên ngai Israel. Câu 31, nhưng Jehu đã không cẩn thủ đi theo luật Giave Thiên Chúa Israel hết lòng ông. Ông đã không đánh xa tội, do đó Jeroboam đã làm cho Israel vấp phạm. Câu 32, vào thời ấy Giave đã bắt đầu cắt xén Israel. Khazael đánh bại Israel khắp bờ cõi Israel. Câu 33, từ sông Jordan phía mặt trời mọc, tất cả thuộc xứ thuộc Galaad, Gad, Ruben và Manasse từ Aroer trên bờ khe Arnon với Galaad và Bashan. Câu 34, còn các việc khác của Jehu, mọi sự ông làm, tất cả sự dũng cảm của ông, lại đã không được chép trong sách ký sự các vua Israel đó sao? Câu 35, Jehu đã an nghỉ với tổ tiên và người ta đã tống tán ông ở Samari, và Joacha con ông đã lên làm vua kế vị ông. Câu 36, thời gian Jehu làm vua Israel ở Samari là 28 năm. Sáu nhỏ từ triều Athalia
tới Elisa chết. Phần Athalia chương 11 câu 1. Khi Athalia mẹ của Ocosia thấy con bà đã chết, thì bà liền đứng lên tru diệt tất cả dòng giống nhà vua. Câu 2. Nhưng Josheba, con của vua Joram và là em gái của Ocosia bồng lấy Joash, con của Ocosia. Bà lấy trộm trẻ ấy giữa các hoàng tử bị tàn sát mà đặt nó và người vú nuôi trong lòng và đặt nó và người vú nuôi trong phòng để giường nằm. Và nhờ vậy, người ta đã giấu được Joash khuất mặt Athalia và Joash khỏi chết. Câu 3. Joash đã ở với bà trong nhà Yahweh lẩn trốn như vậy 6 năm trong khi Athalia làm vua trên xứ. Câu 4. Đến năm thứ 7, Jehoiada sai mời các viên bách quản của đạo quân Cari và quân hành sai. Ông đem họ vào với ông nơi nhà Yahweh và kết ước với họ, bắt họ tiên thệ trong nhà Yahweh, đoạn ông tỏ cho họ thấy con của vua. Câu 5. Đoạn ông ra lệnh cho họ rằng đây là điều các ông sẽ thi hành. 1/3 trong số các ông, những người làm phiên ngày hưu lễ, sẽ lo canh phòng đền vua. Câu 6. 1/3 ở móng tường và 1/3 ở cổng sau điếm quân sai, quân hành sai, các ông sẽ luân phiên canh phòng nhà của vua. Câu 7. Hai đội của các ông, tất cả những ai mãn phiên ngày hưu lễ, sẽ lo canh phòng nhà Gia-vê bên vua. Câu 8. Các ông sẽ bao quanh vua, mỗi người sẵn nơi tay khí giới của mình, kẻ lạ nhập vào hàng ngũ sẽ bị giết. Các ông sẽ theo sát vua khi ngài ra vào. Câu 9. Các viên bách quản đã thi hành đúng lệnh của Jehoiada, vị tư tế. Họ đã theo mình, mỗi người đội lâm phiên ngày hưu lễ và đội mãn phiên ngày hưu lễ mà đến với Jehoiada, vị tư tế. Câu 10. Tư tế trao cho các quản bách giáo và thủng của vua David cắt trong nhà Gia-vi. Câu 10. Quân hành sai, mỗi người tay cầm khí giới, đứng từ cánh hữu nhà đến cánh tả nhà xung quanh vua. Câu 12. Bấy giờ tư tế rước con vua ra và trao mệnh bội và chiếu chỉ, người ta phong vương và sức giàu cho con vua. Rồi họ vỗ tay và hoan hô: Vạn tuế đức vua. Câu 13. Athalia nghe tiếng của dân chúng thì đến với dân trong nhà Gia-vi. Câu 14. Bà trông lên thì này, vua đứng ở cột trụ theo nghi thức cùng các tướng lĩnh và kèn loa bên vua, và toàn dân trong xứ hoang lạc thổi loa. Athalia mới xé áo mình và la lên: Mưu phản, mưu phản. Câu 15. Jehoiada vị tư tế truyền cho các bách quản cai binh, ông bảo họ: Hãy dẫn nó ra khỏi hàng ngũ, ai đi theo nó hãy tuốt gươm giết đi. Vị tư tế nói: Đừng để nó bị giết trong nhà Gia Vê. Câu 16. Họ liền ra tay túm lấy bà và theo đường ngựa vào. Bà tới được đền vua, bà đã bị giết ở đó. Câu 17. Bấy giờ Jehoiada đã kết giao ước giữa Gia Vê, vua và dân, để làm dân Gia Vê, rồi giao ước giữa vua và dân. Câu 18. Đoạn toàn dân trong xứ kéo vào điện Baon mà triệt hạ các tế đàn và đập tan thành tượng ảnh. Còn Matan tư tế của Baon thì họ giết ngay trước các tế đàn. Tư tế đặt những phiên nom nhà Gia-vi. Câu 19. Rồi ông lấy theo mình các viên bách quản quân Cari với hành sai và toàn dân trong xứ. Họ rước vua từ nhà Gia-vi xuống và theo ngã cổng quân hành sai. Họ vào nhà của vua và vua đã lên ngôi ngay và vua đã lên ngồi ngay của các vua. Câu 20. Toàn dân trong xứ mừng rỡ và kinh thành thì cứ lặng yên. Còn Athalia thì họ đã tuốt gươm xử tử trong đền vua. Thần Joash vua Juda chương 12 câu 1. Joash được 7 tuổi khi lên làm vua. Câu 2. Năm thứ 7 đời Jehu, Joash lên ngôi và ông đã trị vì 40 năm ở Jerusalem. Mẹ ông tên là Sibia, người Bơ-ơ-sê-ba. Câu 3.
Joab đã làm điều ngay chính trước mắt Javi mọi ngày đời ông, vì ông đã được tư tế Javi đào tạo. Câu 4. Nhưng có điều là các cao đàn không bị hủy, dân chúng vẫn còn tế lễ và hung yên trên các cao đàn. Câu 5. Joab nói với hàng tư tế: tất cả bạc tiền thuế thánh nạp nhà Javi, tiền mặt của mỗi người, tiền trị giá tùy theo nhân mạng, tất cả tiền bạc tự ý mỗi người nạp nhà Javi. Câu 6. Các tư tế sẽ lĩnh lấy mỗi người nơi kẻ mình quen biết, và chính họ sẽ sửa chữa những gì đổ nát trong đền thờ, bất kỳ chỗ nào gặp thấy có đồ nát. Câu 7. Thế mà đến năm 23 đời vua Joab, các tư tế vẫn không sửa chữa những cái chỗ đổ nát trong đền thờ. Câu 8. Vua Joab mới triệu tư tế đến và nói với họ: tại sao các ông không lo sửa chữa những cái chỗ đổ nát trong đền thờ? Vậy bây giờ các ông đừng có lĩnh bạc nơi những cái kẻ các ông quen biết, nhưng hãy trao lại để chi vào những sự hư hại của đền thờ. Câu 9. Các tư tế đã ưng thuận thôi nhận bạc tiền của dân và khỏi phải lo việc sửa chữa những gì hư hại trong đền thờ. Câu 10. Tư tế Jehoiada lấy một cái hòm, khoét một lỗ trên nắp hòm và đặt bên cạnh tế đàn, bên hữu khi người ta vào nhà Javi. Các tư tế giữ thủ hộ bỏ vào hòm ấy tất cả bạc tiền dân vào nhà Javi. Câu 11. Khi nào họ thấy trong hòm đã có nhiều bạc thì viên ký lục của vua và thượng tế lên, và người ta đúc thành từng thoi mà đếm bạc có trong nhà Javi. Câu 12. Bạc đã được kiểm điểm thì họ trao tay những cán sự, những người hữu trách về nhà Javi, và những người này phân phát cho thợ mộc, thợ nề làm việc nơi nhà Javi. Câu 13. Cho thợ xây tường và thợ đá, và để mua gỗ và đá đẽo dùng vào việc sửa chữa những gì hư hại nơi nhà Javi. Tóm lại là cho tất cả những khoản chi phí về việc sửa chữa đền thờ. Câu 14. Xong người ta không lấy bạc nạp nhà Javi mà làm chậu bạc, dao, chóe, loa, bất cứ bình vàng hay bình bạc nào cho nhà Javi. Câu 15. Nhưng người ta trao bạc ấy cho những người cán sự, và họ đã dùng để sửa chữa nhà Javi. Câu 16. Những người đã được trao tay bạc tiền để trả cho thợ làm công, người ta đã không đòi phải tính sổ vì họ ở liêm chính. Câu 17. Bạc dân xin lễ đền tội và bạc dân xin lễ tạ tội thì không phải nạp vào nhà Javi, nó thuộc về hàng tư tế. Câu 18. Bấy giờ Hazael vua Abram tiến lên giao chiến với thành Gát và đã chiếm được thành. Rồi Hazael định tiến lên đánh Jerusalem. Câu 19. Joab vua Judah thấy tất cả của thánh tổ tiên vua Joab. Câu 19. Joab vua Judah đã lấy tất cả của thánh tổ tiên ông, các vua Judah, Josaphat, Joram, Ochozia đã cúng, và những của thánh ông đã dâng tất cả vàng tìm được trong kho nhà Yahweh và đền vua mà gửi đến cho Hazael vua Abram, và ông ấy đã rời Jerusalem. Câu 20. Còn các việc khác của Joab, mọi sự ông đã làm, lại đã không chép trong sách ký sự của các vua David, của các vua Juda đó sao? Câu 21. Bọn thuộc hạ của ông đã dấy lên âm mưu và mà hạ sát Joab ở Beth Milo trong khi ông xuống Sila. Câu 22. Joiada, con của Simeat, và Jehoiada, con của Somer, là thuộc hạ của ông đã hạ sát ông và ông đã chết. Người ta đã tống tán ông của tổ tiên trong thành David, và Amasia con ông đã lên làm vua kế vị ông. Phần Joacha vua Israel, chương 13, câu 1. Năm 20 đời Joash, con của Ochozia vua Juda, Joacha của con của Jehu lên làm vua Israel ở Samari. Ông trị vì 17 năm. Câu 2. Ông đã làm sự dữ trước mắt Yahweh, và ông đã đi theo tội lỗi của Jeroboam con của Nebat. Do đó Jeroboam đã làm cho Israel phạm tội.
ông đã không đánh xa được. Câu 3. Nên nộ khí của Yahweh đã bốc cháy trên Israel, người đã phó nộp họ mỗi ngày trong tay Hazael, vua Abram, vào tay Ben-Hadda con của Hazael. Câu 4. Nhưng Joacha đã xoa dịu nhan Yahweh, và Yahweh đã nhậm lời ông, vì người thấy cảnh áp bức Israel phải chịu, bởi vua Aram đã áp bức họ. Câu 5. Yahweh đã ban cho Israel một vị cứu tinh, và họ đã thoát khỏi cái quyền đô hộ của Abram. Còn cái Israel lại được an cư trong cái lều trại của họ như hôm qua, hôm kia. Câu 6. Xong họ đã không đánh xa tội của nhà Jeroboam. Do đó Jeroboam đã làm cho Israel vấp phạm, người ta đã ở lì trong tội. Và ngay cả nêu thờ vẫn còn dựng đứng ở Samari. Câu 7. Vì binh đội người ta chỉ để chờ lại cho Joacha 50 kỵ binh, 10 xe trận và 1 vạn bộ binh. Quả vua Aram đã tàn sát họ và nghiền nát như bụi người ta chà đạp. Câu 8. Còn các việc khác của Joacha, mọi sự ông làm, lòng dũng cảm của ông lại đã không được chép trong ký sự các vua Israel đó sao? Câu 9. Joacha đã an nghỉ với tổ tiên và người ta đã tống tán ông ở Samari. Joash con ông đã làm vua kế vị ông. Phần Joash vua Israel. Câu 10. Năm 37 đời Joash vua Juda, Joash con của Joacha lên làm vua Israel ở Samari. Ông đã trị vì 16 năm. Câu 11. Ông đã làm sự dữ trước mắt Yahweh và đã không lánh xa tội của Jeroboam đã làm cho Israel vấp phạm. Trái lại ông đã buông theo tội ấy. Câu 12. Còn các việc khác của Joash, mọi sự ông đã làm, lòng dũng cảm của ông khi giao chiến với Amasia vua Juda lại đã không được chép trong sách ký sự của các vua Israel đó sao? Câu 13. Joash đã yên nghỉ với tổ tiên và Jeroboam đã lên ngự ngai của ông. Joash đã được tống tán ở Samari với các vua Israel. Phần Elisa chết. Câu 14. Elisa lâm bệnh. Bệnh khiến ông phải chết, và Joash vua Israel xuống gặp ông mà khóc trên mặt ông và nói: "Ôi cha ơi, cha ơi, binh xa chiến mã của Israel." Câu 15. Elisa bảo ông cầm lấy cung tên, và ông đã cầm lấy cung tên. Câu 16. Elisa lại bảo vua Israel: "Ta hãy kéo cung." Và ông ta kéo cung. Elisa đặt tay mình lên tay vua và bảo: "Lên tay vua." Câu 17. Và bảo: "Mở cửa sổ vì hướng đông." Và vua mở cửa sổ. Elisa bảo: "Bắn." Và ông bắn. Elisa nói: "Mũi tên thắng trận của Giave, mũi tên thắng trận trên Aram. Ngài sẽ đánh Aram tận tuyệt ở Afe." Câu 18. Ông lại bảo: "Cầm lấy tên." Và vua đã cầm tên. Ông bảo vua Israel: "Đập xuống đất." Vua đập 3 lần rồi ngừng lại. Câu 19. Người của Thiên Chúa đã nổi thịnh nộ với vua mà nói: "Đáng lẽ phải đập 5 hay 6 lần và đánh tận tuyệt Aram, nhưng bây giờ ngài sẽ chỉ đánh được Aram 3 lần." Câu 20. Elisa chết và người ta đã chôn cất ông. Hằng năm có những toán quân du kích của Moabi xâm nhập vào xứ. Câu 21. Xảy ra là có những cái người đi chôn một người kia. Khi thấy một trong những toán quân du kích ấy thì họ đã vắt người chết trên mộ của Elisa và đã đi mất. Người chết vừa đụng phải hài cốt Elisa thì đã hồi dương và đứng dậy được. Phần Joash thắng Abram. Câu 22. Hazael vua Abram áp bức Israel suốt đời Joacha. Câu 23. Nhưng Yahweh đã khoan hồng chạnh thương họ vì và đói nhìn đến họ vì giao ước của người với Abraham, Isaac và Jacob. Người đã không nỡ tru diệt họ. Người đã không khử bỏ họ khỏi nhan người, là một với tổ tiên trong thành David. Câu 21. Toàn dân Juda đã đặt Azaria với mới 16 tuổi lên làm vua kế vị cha là Amasia. Câu 22. Chính ông đã tái thiết Elat và đã lấy lại thành ấy vì cho Juda sau khi vua đã nằm xuống với tổ tiên. Phần Jeroboam 2. Vua Israel. Câu 23. Năm 15 đời Amasia con của Joash
vua Juda Jeroboam, con của Joash vua Israel, lên làm vua ở Samari. Ông trị vì được 40 năm. Câu 24, ông đã làm sự dữ trước mắt Gia-vê, không lánh xa mọi tội của Jeroboam, con của Nebat. Do đó, Jeroboam đã làm cho Israel phạm tội. Câu 25, chính ông đã tái lập bờ cõi Israel từ đường vào Khamat đến biển Hoang Giao, như lời Gia-vê Thiên Chúa của Israel đã phán ngang qua tôi tớ người là Jonah, con của Amittai, tiên tri quê ở Gath-ha-Khepher. Tiên tri quê ở Gath-ha-Khepher. Câu 26, ấy là vì Gia-vê đã nhìn thấy nỗi quẫn bách quá ư cay đắng của Israel, bởi hết cả niên thiếu, hết cả thành niên, không một ai đáp cứu Israel. Câu 27, Gia-vê không định xóa tiếng Israel khỏi dưới gầm trời, nên người đã cứu lấy họ nhờ tay Jeroboam, con của Joash. Câu 28, còn các việc khác của Jeroboam, mọi sự ông làm, lòng dũng cảm làm ông giao chiến và đã lấy lại cho Israel các vùng Đa-ma và Khamat, lại đã không chép trong sách ký sự các vua Israel đó sao? Câu 29, Jeroboam đã yên nghỉ với tổ tiên và được tống táng ở Samari làm một với các vua Israel, và Gia-ca-ria con ông đã lên làm vua kế vị ông. Phần Gia-a-ria vua Giu-đa, chương 15, câu 1. Năm 27 đời Jeroboam vua Israel, Gia-ca-ria con của Amasiah lên ngôi làm vua Giu-đa. Câu 2, ông được 16 tuổi khi lên làm vua và đã trị vì 52 năm ở Jerusalem. Tên mẹ là Jecoliahu, quê ở Jerusalem. Câu 3, ông đã làm điều ngay chính trước mắt Gia-vê, mọi sự như Amasiah cha ông đã làm. Câu 4, nhưng có điều là các cao đàn không bị hủy, dân chúng vẫn còn tế lễ và hung uyên trên các tế đàn. Câu 5, Gia-vê đánh phạt vua và ông đã mắc tật phung mãi cho đến chết, và ông đã biệt cư trong cung cấm. Jotham con vua là tướng phủ thì cũng làm nhiếp chính trên dân trong xứ. Câu 6, còn các việc khác của Azaria, mọi sự ông làm, lại đã không chép trong sách ký sự các vua Juda đó sao? Câu 7, Azaria đã yên nghỉ với tổ tiên và được chôn cất ông với tổ tiên trong thành David. Jotham con ông đã lên làm vua kế vị ông. Phần Gia-ca-ria vua Israel. Câu 8, năm 38 đời Azaria vua Giu-đa, Gia-ca-ria con của Jeroboam lên làm vua ở Samari được 6 tháng. Câu 9, ông đã làm sự dữ trước mắt Gia-vê như tổ tiên ông đã làm. Ông đã lánh xa tội do đó. Ông đã không lánh xa tội do đó Jeroboam con của Nebat đã làm cho Israel phạm tội. Câu 10, Salem con của Jabez đã âm mưu hại ông và đánh bại ông ở Gibeon và đã giết ông mà lên làm vua thay ông. Câu 11, còn các việc khác Gia-ca-ria thì này người ta đã chép trong sách ký sự của các vua, cách sách ký sự các vua của Israel. Câu 12, đó là điều Gia-vê đã phán với Jehu rằng, đó là điều Gia-vê đã phán với Jehu rằng, con cái ngươi cho đến tứ đại sẽ được ngồi ngay Israel, và sự đã xảy ra như thế. Phần Salem và Menachem. Câu 13, Salem con của Jabez lên làm vua. Năm 39 đời Joah vua Juda, và ông đã trị vì một tháng chẳng ở Samari. Câu 14, Menachem con của Gadi từ Tisra đến tiến lên và vào Samari đánh Salem con của Jabez trong thành Samari và đã giết ông mà lên làm vua thay ông. Câu 15, còn các việc khác của Salem, cuộc âm mưu ông đã phát động thì người ta đã chép trong sách ký sự của các vua Israel. Câu 16, bây giờ Menachem sát phạt Tappua và tất cả mọi người có trong thành làm một với các hạt thuộc thành ấy, vì người ta đã không mở cửa thành. Ông đã tàn phá thành ấy và phanh thai những đàn bà mang thai. Phần Menachem vua Israel. Câu 17, năm 39 đời Azaria vua Giu-đa, Menachem con của Gadi lên làm vua được 10 năm ở Samari.
Câu 18, ông đã làm sự dữ trước mắt Gia Vi, đã không lánh xa mọi tội, do đó Jeroboam đã làm cho Israel phạm tội. Vào thời ông, câu 19, Bun, vua Asot, xâm nhập vào xứ, và Manachem đã nộp cho Bun 1.000 tạ bạc để nhờ ông ta giúp củng cố vương quyền trong tay mình. Câu 20, bạc ấy Manachem bổ thuế trên Israel, trên mọi người hào phú, để nộp cho vua Asot, cứ mỗi người là 50 lạng bạc. Nên vua Asot đã lui về chứ không đóng trại ở trong xứ. Câu 21, còn các việc khác của Menachem và mọi sự ông đã làm lại không đã chép trong sách ký sự các vua Israel đó sao? Câu 22, Menachem đã yên nghỉ với tổ tiên và Berachia con ông đã lên làm vua kế vị ông. Phần Berachia vua Israel. Câu 23, năm 50 đời Azaria vua Juda, Berachia con của Menachem lên làm vua Israel ở Samari được 2 năm. Câu 24, ông đã làm mọi sự dữ trước mắt Gia-vi và không lánh xa tội, do đó Jeroboam con của Nebat đã làm cho Israel phạm tội. Câu 25, Bêwa con của Remaliahu và là kỵ mã của ông đã âm mưu hại ông. Bêwa đã xông đánh ông ở Samari trong đài doanh đền vua và với cùng với 50 người thuộc dân Galaad và đã giết ông mà lên làm vua thay ông. Câu 26, còn các việc khác của Berachia và mọi sự ông làm thì này người ta đã chép trong sách ký sự các vua của Israel. Phần Bêwa vua Israel. Câu 27, 50 năm 52 đời Azaria vua Juda, Bêwa con của Remaliahu lên làm vua Israel ở Samari được 20 năm. Câu 28, ông đã làm sự dữ trước mắt Gia-vi, đã không lánh xa tội, do đó Jeroboam con của Nebat đã làm chúa Israel phạm tội. Câu 29, vào thời Bêwa vua Israel, Tiglath Balasa vua Sớt đã xâm chiếm Iizon, Abel Bet Maaka, Zonoa Wadet, Khaso, Galaad, Gilile, tất cả sứ Neptali và đầy dân qua Asot. Câu 30, Hose con của Ela đã âm mưu hại Bêwa con của Remalia con của Remaliahu và đã thả xác ông mà lên làm vua thay ông, năm 20 đời Jotam con của Ozia. Câu 31, còn các việc khác của Bêwa, mọi sự ông đã làm thì này người ta đã chép trong sách ký sự của các vua của Israel. Jotam, phần Jotam vua Juda. Câu 32, năm thứ hai đời Bêwa con của Remaliahu vua Israel, Jotam con của Ozia lên làm vua Juda. Câu 33, ông được 25 tuổi khi lên ngôi và đã trị vì 16 năm ở Jerusalem. Tên mẹ ông là Jerusa con của Sadot. Câu 34, ông đã làm điều ngay chính trước mắt Gia-vi và mọi sự như Azaria cha ông đã làm. Câu 35, nhưng có điều là các cao đàn không bị hủy, dân chúng vẫn còn tế lễ và hung nguyên trên các cao đàn. Chính ông đã xây cửa trên nhà Gia-vi. Câu 36, còn các việc khác của Jotam và mọi sự ông làm lại đã không chép trong sách ký sự các vua Juda đó sao? Câu 37, vào thời ấy Gia-vi bắt đầu phái Rason vua Abram và Bêwa con của Remaliahu xông đánh Juda. Câu 38, Jotam đã nằm xuống với tổ tiên và đã được chôn các vua tổ tiên trong thành David cha ông, và Aca con ông đã lên làm vua kế vị ông.